Giờ ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài đó là nói về về sự chữa lành về có một số nguyên tắc về thiên thượng về sự chữa lành và tôi cũng muốn anh chị em biết về cái điều mà cách bất Đức câu trời chúng ta hành động qua sự chữa lành ra sao bởi vì tôi nhìn thấy nhiều người thực sự là đôi lúc họ chỉ nghĩ sự chữa lành đó là một sự là chỉ là một sự đặt tay đặt tay chỉ là một khởi điểm một một cái trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau nhưng sự chữa lành của Chúa nó có nhiều hơn cái là chỉ là đặt tay nó Thực ra nó, nó là một chuỗi bài dạy về điều đó. À, tôi thì đang dạy, đang giảng liên tiếp các buổi Chủ nhật liên quan đến sự chữ lành. Và tôi hy vọng là Chủ nhật sau nữa đầu tháng tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện. Tôi không muốn cầu nguyện ngay. Tôi muốn người ta am hiểu cái lời Chúa trong lĩnh vực đó là cái gì. Sau à, mới cầu nguyện. Bởi vì tôi phát hiện ra là nhiều người thì họ không có am hiểu lời Chúa. Và lời Chúa thực sự không sống động trong họ. Và họ chỉ chạy theo một số người có cái ơn chữ lành hay ơn giải cứu. Và điều đó là điều nguy hiểm bởi vì người ta tôn cao con người nhưng nếu mà bạn nhìn thấy lời Chúa trong sự giảng dạy của những người đó thì bạn sẽ chạy theo lời đức chúa trời mà người ta đang giảng dạy và lời đức chúa trời sống ở trong bạn ấy, thì thánh linh sự dức dầu của Chúa sẽ hành động bên trong chúng ta là những người biết lời Chúa anh chị biết không nếu mà bạn muốn sự chữa lành ấy mà bạn ngủ gật trong buổi nhóm người ta giảng sự chữa lành ấy sau buổi nhóm người ta vẫn cầu nguyện cho bạn ấy sự chữa lành của Chúa, bạn biết không? Thần à, thánh linh là thần của lẽ thật, hay là thần của lời Chúa. cái sự rất dầu chữa lành nó sẽ tương ứng với lời sự chữa lành, à, tương ứng với sự giáo lý của sự chữa lành. nhưng bạn phải hiểu sự chữa lành của Chúa là gì, làm sao nó hành động được nhỉ? tại sao mấy cái ông đó đặt tay cho người ta, người ta có thể chữa lành được nhỉ? nó có cái lý do gì ở đây nhỉ? lời Chúa ở trong khía cạnh đó ra sao nhỉ? nó là cái gì nhỉ? đó đây là điều mà chúng ta phải suy nghĩ và chúng ta nhìn thấy. Vậy điểm đầu tiên tôi muốn cho anh chị em chúng ta nhìn thấy là Đức Chúa Trời không chữa lành bởi nhu cầu mà Đức Trời chữa lành bởi đức tin. Anh em có kinh thánh cùng tôi giờ trong Luca chương 4. Bạn sẽ nhìn thấy điều này trong Luca chương 4. Luca chương 4. Tôi sẽ đọc cho anh chị đoạn kinh thánh này. Tôi xin phép đọc từ câu 18 cho đến hết câu 28. À, tôi sẽ phép đọc thánh linh của Chúa ngự trên ta vì ngài đã sức giàu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo ngài đã sai ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích người mù lòa được sáng mắt người bị áp bức được tự do và công bố và công bố năm thi ân của Chúa ngài cuốn sách lại trả cho người phụ lễ rồi ngồi xuống mọi người trong nhà hội đều chăm chú nhìn ngài ngài bắt đầu nói với họ hôm nay lời kinh thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm mọi người đều làm chứng tốt về ngài và kinh ngạc trước những điều những lời đầy ân huệ từ miệng ngài họ hỏi chẳng phải người này là con của joseph sao ngài phán chắc các ngươi muốn nói với ta câu tục ngữ này hỡi thầy thuốc hãy tự chữa lành mình mọi điều chúng tôi nghe ông đã làm tại thành cambino hãy làm tại đây nơi quê hương ông ngài lại phán thật ta bảo các ngươi không một nhà tiên tri nào được chấp thuận tại quê hương mình thật ta bảo các ngươi trong thời eli khi trời bị đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị nạn đói lớn và trong dân Israel cũng có nhiều đàn bà quá. Tuy nhiên, Eli không được sai đến với một người nào trong số họ, ngoại trừ một bà quá ở Sarapta, xứ Sidon. Trong thời tiên tri Elise, ở Israel cũng có nhiều người mắc bệnh phung hủi, nhưng không một ai trong họ được sạch ngoại trừ Naaman người Syria. Amen. Và amen. Ở đây chúng ta bắt đầu nhìn thấy lời của Chúa nói cho chúng ta nhìn thấy. Chúa Giêsu đã uh, về và người ta nói về quê hương của uh, ngài về Nazareth và bắt đầu giảng dạy tại đó. Và người ta nói là thiết bây giờ ngài hãy làm cái phép lạ mà ngài đã từng làm ở Capernaum đi. Và Chúa nói là rất khó mà thi hành phép lạ tại quê nhà. Không phải là vì uh, vì ở quê nhà sự sức giàu thấp hơn hay là không là vì quê nhà là nó có một điều gì nó cản trở giàu mà do chính con người tại quê nhà. Chúng ta biết là Chúa Giêsu là ngài được sức giàu không chừng mực. Nghĩa là ngài luôn luôn đầy dẫy tôi và anh trâm một số người giảng đạo thì hôm nay được sức dầu ngày mai có thể để bị cạn sức dầu đó anh chị em. tôi nói đùa một số anh chị em là ngày mai là một ngày thứ hai mà anh trâm bảo tôi cầu nguyện chắc chắn là cạn 100%. trăm ngày mai tôi đi câu mà anh trâm đó ngày mai đi câu thì chỉ, chỉ ngoài hồ thôi anh chị em làm gì cầu nguyện đâu làm gì có mà nghiên cứu kinh thánh đâu đó cái người mà người ta thường xuyên ở thế giới tự nhiên thì nó chả có sức giàu sức giàu là ở trong thế giới thuộc linh là khi chúng ta cầu nguyện thờ phượng khi chúng ta ăn nuốt lời Chúa chữ sức dầu nó có nên là có một số người là ông nghĩ là ồ ông ấy nghỉ cái người ấy, ông ấy nghỉ thôi tiện thể ông đi câu xong buổi tối mời ông về nhà ăn cơm ăn cơm xong bởi nhờ ông đặt tay cái đặt tay không gì xảy ra chỉ có cá mùi tanh của cá thôi đó <laughs> và anh chăm hiểu là nhưng một chuối su khác chuối su ngài luôn luôn đầy giải đích linh đó là như vậy không chừng mực nhưng mà tại sao ở tại quê nhà thì ngài thì cái sự sức dầu lại là không hành động được bởi vì người ta nhìn chúa chu, ơ, à, cái ông này, ơ, à, ông này ông thợ mộc, ơ, à, ông này, nên trước ông xây nhà cho tớ này, ơ, à, ông đợt trước ông làm bàn gỗ cho bàn ghế bàn ghế trong trong nhà của tớ đấy ơi thì ông này mà ở con Mary Joseph mà có vấn đề gì đâu, như là họ không nhìn thấy chúa Xu trong ngôi lời mà họ sẽ chỉ nhìn chúa Xu về con người bình thường cá nhân, nó, nên khi mà bạn nhìn một người giảng đạo, bạn chỉ đừng nhìn người đó chỉ là một người giảng đạo bạn mà nhìn thấy lời Đức Chúa Trời trong cái sự ngôn từ người đã giảng dạy. Đấy mới là thành công. Còn nếu bạn là ô ông này đuổi quỷ, ô ông này chữa lành, bạn đang tôn cao con người một cách cá nhân và bạn không tôn cao lời Chúa mà người đó đang giảng dạy. Cái chính yếu của một người giảng đạo đó là lời Đức Chúa Trời giảng dạy. Đó là cái sự am hiểu lời Chúa mà qua cái sự am hiểu lời Chúa mà phóng thích được quyền năng Chúa chứ không phải là ô ông này kiếm ăn 40 ngày giỏi thật. Ô ông này đã từng lên núi, ô ông này từng làm điều nọ điều kia đó là phép lạ đó là điều chúa sử dụng nhưng căn bản cái, cái điều chúa sử dụng đó là lời đức chúa trời còn họ thì nhìn chúa giêsu một mặt khác là họ nhìn về phía, phía quá thiên về con người đó mà họ không nhìn thấy lời đức chúa trời chúa giêsu ngài nói là ngài gì ngài là ngôi lời tức là những nguyên tắc giảng dạy trong kinh thánh đó thì họ không nhìn thấy và chúa giêsu nói một câu nói này cho chúng ta nhìn thấy ở đây là đức chúa trời không hành động bởi nhu cầu chúa giêsu nói là trong cái thời Eli có rất nhiều người mà là thiếu ăn, đói ăn, đói kém. Giống như trong thời Covid hay hậu Covid, có rất nhiều người mất việc làm. Nhưng mà tại sao Eli, Eli được được sai đến cho một người đàn bà quá? Trong thời Eli có rất nhiều người đàn bà quá chứ, rất nhiều. Bởi vì chỉ có một người đó có đức tin. Bạn thấy đấy đúng không? Nghĩa là Đức có Trời hành động bởi đức tin. Tại sao chúng ta biết điều này? Chúng ta biết điều này bởi vì khi Eli nói là, bà nói là tôi, tôi còn một tí gạo này này. Rồi còn tí đồ ăn này, tí gọi là thịt gà để ăn, nôm nạ như vậy. Ê Lý bạn nói, bà từ từ nhá, làm trước tiên cho tôi ăn trước. Ồ, làm cho ông giảng đạo ăn trước. Đó, bà tin điều đó, bà, bà làm theo điều đó, nghĩa là bà có đức tin, đúng không? Thì Chúa làm phép lạ. Thì rõ ràng Đức có trời hành động không bị bởi vì bạn có nhu cầu. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy này, Kinh Thánh và uh, Chúa lại nói là, trong thời Elise, như là bệnh tật tiền khắp nơi và đều có. Nhưng tại sao trong Israel có nhiều người mắc bệnh phung, tức là cái bệnh mà bệnh hiểm nghèo ấy, giống như ngày nay trong thời Hậu thánh lợi sống là năm 2023 có một vài người một số người mắc bệnh ung thư ai đó thì u biếu u lành u xấu u tốt nhưng mà tại sao chỉ có một vài người giảng đạo được sai đến cho người này mà thôi rõ ràng kinh thánh nói là trong thời Elise thì Elise được nghĩa là chỉ có một quan tổng binh naman người người Syria là tên là Naaman được chữa lành tại sao không phải là tất cả bởi vì liên quan đức chúa trời đáp lời chúng ta bởi đức tin không phải bởi nhu cầu nhưng khi anh em có một căn bệnh nào đó mà anh em muốn cầu nguyện đến đi đến một người giảng đạo nào đó cầu nguyện thì bạn phải tự hỏi là thực sự bạn có đức tin không? Trình bày nhu cầu dễ không mà anh trẻ Dễ lắm anh chị. Có ai đó gọi điện tôi, mục sư ơi, ở trên kia có một cô bé bị câm. Ai đó đang gọi điện, mục sư có một người này bị đau đầu. Thế nó thì trình bày nhu cầu của ai? Anh em gom nhu cầu của ai chẳng gom được? Nhưng vấn đề là ai là người tin để mang sự chữa lành? Ông hỏi mục sư phải tin họ là nhất là tôi tin để cầu chữa lành để sau đó gây dựng cho nhóm và nhóm lại ích lợi cho anh chị, em. Nên anh chị em thì anh chị em thì anh chị chẳng phải làm điều gì cả đó. ý tôi nói điều gì ở, đây tôi muốn nói anh chị em là nghĩa là khi mà bạn có một cái nhu cầu nào đó thì bạn vẫn phải soi xét chính mình thực sự bạn có tin không đó anh chị em biết không có nhiều người khi mà chạy tới mà cầu nguyện trong nhu cầu của bạn ấy. nếu mà bạn hỏi tại cuộc giảng anh chị em có tin rằng tôi đặt tay nhanh em được lành không thì ai cũng đều nói là tin bởi vì nếu bạn nói không tin thì chắc chắn người giảng đạo sẽ không cầu nguyện đúng không anh chị em nó là như vậy nhưng mà thực sự từ sâu thẳm trong lòng của bạn bạn tin là điều gì bạn có đọc kinh thánh những cái câu kinh thánh được khuấy động trong lòng bạn không nó được nghe lên trong lòng bạn không dù cho dù đức tin bạn là yếu hay nhỏ đi chăng nữa nhưng bạn có hy vọng của đức tin không đấy đấy mới là vấn đề đó và nhiều người họ chỉ biết dâng nhu cầu thôi nhưng họ không tin và đức chúa trời không đáp ứng bởi nhu cầu nếu Đức cơ Trời đáp ứng bởi như cầu Có lẽ châu Phi là nơi Đức Chúa Trời đáp ứng nhiều nhất Ở hội thánh tôi có một cậu đều muốn ra nước ngoài Tôi chả chống việc để ra nước ngoài Nhưng mà tôi là như một người giảng đạo Nhưng một người, một người cha thuộc linh Tôi cảm thấy không Nó không phải thời điểm này Đừng có đi, đi là chết Tất nhiên tôi có sự dẫn dắt bên trong Đức Thế Linh dẫn dắt để cho, cho tôi biết chỉ hướng cho cậu ấy Tất nhiên cậu ấy có nghe hay không Thì là việc của cậu ấy Tôi không phải ép chiên Bắt phải anh nghe theo ý với tôi Đôi, đôi lúc chiên không nghe này, tôi nghĩ là hoàn cảnh sẽ dạy nó do dạy tốt hơn mình nói nó là như vậy ừ. và anh em biết điều gì không tôi coi sao nói một số người là anh em đừng nghĩ là ở nước ngoài tây âu ấy chúa tây âu thì giàu còn chúa việt nam thì nghèo đừng nghĩ như vậy đừng nghĩ như vậy ừ. đức của trời không thay đổi vấn đề bạn có đức tin không khi bất cứ một cái hoàn cảnh nào đó bất cứ một nan đề nào đó bạn có đức tin không suốt cái trong thời gian mà gọi là dịch Covid rất nhiều năm. Lúc đó tôi phải lãnh đạo hội thánh và anh chị em biết là điểm nhóm tôi thì nhỏ mà không có không có nhiều người mà gọi là có 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 là có những người mà đứng đằng sau đúng là người mà có, có, tiền có của để dâng hiến đâu anh chém, em không có đâu. Và người ta luôn nói là một xưa phải phải cắt giảm chi tiêu rồi thế nọ thế kia. Tôi thì biết thực tế như vậy nhưng trong lòng của tôi có một đức tin là không không phải lo bất cứ điều gì. Đức Chúa Trời sẽ cung ứng tất cả mọi thứ và thực sự tôi chưa bao giờ phải cắt giảm bất cứ một điều gì đến tận đến ngày hôm nay Bởi vì đó đó, đó là đức tin Đức tin là kéo cái nguồn cung ứng của Đức Chúa Trời đến trên cuộc sống của chúng ta đó Nếu bạn không có đức tin nữa thì rất chắc chắn bạn phải cắt giảm là bình thường Đó là điều như vậy, nó rất là bình thường thôi Nhưng rõ ràng đức tin cũng tương tự như vậy Sự chữa lành Đức Chúa Trời không thể chữa lành được Chỉ đơn giản bạn có nan đề mà bạn có nan đề, bạn có cái bệnh nào đó Thì Đức Chúa Trời chữa lành bạn bởi đức tin của bạn Bạn phải nhớ điều này Đức Trời hành động, Đức Chúa Trời bất lòng luôn, luôn luôn hành động con người ta bởi Đức Tin Nên là điểm thứ nhất tôi muốn chia sẻ anh chị em Đó là Đức Chúa Trời không đáp lời bởi nhu cầu Mà bởi Đức Tin Amen anh chị em Hãy nói với người bên cạnh là Đức Chúa Trời đáp lời bởi Đức Tin Điểm thứ hai Đó là điều Đức Tin kết nối Đức Tin Dây nối dây Đức Tin kết nối Đức Tin trong mát đoạn 5 chúng ta xem mát đoạn 5 câu 28 về người đàn bà quá chảy người uh, không phải đàn bà quá người đàn bà chảy huyết lậu ở đây trong mát đoạn 5 chúng ta nhìn thấy đó câu 28 tôi sẽ bài đọc từ câu 28 tôi sẽ giải thích cho anh chị À, uh, chúng ta câu, câu, câu kinh thánh câu chuyện này chúng ta nghe nhiều rồi cho sẽ đọc từ câu 28 đến cái lối suy nghĩ của bà câu 28 nói như này bà tự nhủ chỉ cần chạm được áo ngài thì ta sẽ được lành. Lập tức máu cầm lại, bà cảm nhận rằng, ngay rằng mình đã được chữa lành. Đức Chúa Jesus liền nhận biết có một quyền năng vừa ra từ Ngài, nên Ngài quay sang phía đám đông và hỏi, ai đã chạm vào áo ta? Các môn đồ thưa, thầy thấy đám đông chen lấn thầy, sao thầy còn hỏi ai chạm đến ta? Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình nên run sợ, đến phục phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. Đức Chúa Su phán, hỡi con gái ta, Đức tin con đã cứu con, hãy đi bình an và được lành bệnh. Hãy đi bình an và được lành bệnh. Chúng ta nhìn thấy đó, rất nhiều đoạn kinh thánh Chúa Su nói là hãy đi đi, Đức tin con gì? Cứu con. Bạn thấy điều này không? Rõ ràng Chúa Su là đấng có quyền năng như vậy, nhưng rõ ràng Ngài cũng phụ thuộc vào Đức tin của một ai đó. Bạn thấy như thế không? Đức tin kết nối Đức tin. nó. Nghĩa là Tôi sẽ giải thích anh chị em như điều này Khi bạn đến một người giảng đạo nào đó Thì ông ấy chắc chắn ông giảng một đề tài nào đó Thì ông phải có đức tin đề tài đó Đúng không anh chị em? đúng không? Đúng không? Ví dụ ngày hôm qua, mình mấy ngày hôm trước tôi có một cuộc họp Và thực ra tôi nói là bây giờ xem lại tất cả tài khoản chúng ta có bao nhiêu Và người báo cáo lúc mục sư hay bây giờ Tài khoản trong hội thánh bây giờ nó sạch bách rồi Bởi vì chúng ta vừa sửa, chúng tôi vừa mở thêm một điểm nhóm ở Thanh Lương và chúng ta sửa vào đó tốn gần gần 100 triệu nữa ở, ở chỗ đó nữa và anh chị em Bây giờ tiền chúng tôi bắt đầu hao hụt rất nhiều và tôi nói là chúng ta sẽ mở tiếp ở tại Sài Gòn, chúng ta sẽ mở tiếp ở tại ở tại Tây Nguyên. Bây giờ tôi cần tiền để đi, cần tiền váy máy bay để đi. Và anh chị em mỗi một tháng ít nhất là tôi đi như vậy thì ít nhất là tối thiểu tôi cần tiền khoảng 5 triệu để đi lại như vậy. Và anh chị em biết được điều gì không? Tài khoản bắt đầu là không còn, nó tài khoản bắt đầu nó 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 không còn. Và tôi bắt đầu chia sẻ trong đội ngũ những người phục vụ về đời sống cá nhân của tôi về tiền bạc. Tôi nói thật sự là tôi có từng ngày Tôi có từng ngày lương này à, Tôi nói cho mọi người biết từng ngày lương này Và ngoài phần 10 ra tôi lạc kiến từng ngày này Và bình thường một con người ấy Thì không thể sống cho từng ngày được Nhưng tôi nói sống được Bởi vì đó là đức tin của tôi Nhưng nếu anh em kết nối đức tin cùng với nhau ấy Thì chúng ta tin rằng Chúa sẽ chu cấp trên hội thánh điểm nhóm chúng ta Có đủ tiền Và chúng ta không phải lo chuyện này nữa Nếu thực sự anh em hoàng dân Yến Nghĩa là tôi cũng phải bày tỏ đức tin của tôi và để cho những người nhóm phục vụ đấy cũng có đức tin ít nhất là họ có đức tin nhỏ nhỏ hay lớn thì, thì họ có đức tin nhỏ để chúng ta cùng kết nối với nhau khi cả hai kết nối với nhau tạo nên gì sự cộng hưởng quyền năng đức trời nó sẽ đến khi chúng ta biết kết nối đức tin với nhau à, bạn cứ nghe tôi giải, giải thích điều này nhé điều này là rất quan trọng khi bạn đi đến buổi nhóm bạn có đức tin anh chị biết không Đúng là đức tin bạn nhỏ thì nó không làm nên sự việc. Đức tin nhỏ nó không chiến thắng được. Đức tin nhỏ nó sẽ thất bại là bình thường. Đúng không anh chị em? Bây giờ nếu như bạn bị một căn bệnh ung thư, bạn có đức tin, bạn cầu nguyện một ở nhà một mình, nhân danh Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho ung thư phải rời đi, rời đi, rời đi. Nếu bạn chỉ có một mình, nó không rời đi. Và đôi lúc bạn sẽ bị nặng hơn và có thể bạn qua đời. Nhưng bạn có đức tin không? Có đức tin, nhưng đức tin nó nhỏ. Đức tin nhỏ nó chết. Tôi dạy trong trường kinh thánh anh em hiểu về điều này đúng không? bạn nhớ phi có đức tin nhỏ không? đó ít đức tin đúng không? phi nhìn thấy Chúa đi bộ một nước, Ô phải là ngài không? ngài thì con cũng phải đi bộ cho nước chứ? chúng bảo ở lại đây phi rơ bắt đầu đi bộ đúng không? khởi đầu bắt đầu đi bộ nhưng bởi đức tin nhỏ bạn nhớ không? nhỏ bây giờ nó lao động và phi bắt đầu nhìn thấy sóng biển, hú phi rơ phi rơ ngã bạn thấy không? đức tin nhỏ nó khởi đầu làm được cái việc nào đó nhưng nó sẽ chết, nó không kết thúc được công việc rất là đơn giản thôi, đó Ai cũng từng là đức tin nhỏ, tôi cũng từng đức tin nhỏ anh chị em. Sau đến đức tin lớn trong một số lĩnh vực nào đó. Ví dụ anh chị em nhìn thấy tôi bây giờ nếu mà cầu nguyện đuổi quỷ thì đó là đức tin trong một lĩnh vực chừng mực nào đó, tôi sẽ lớn hơn một số người. Bởi như tôi cũng từng là đức tin nhỏ, từng là đức tin nhỏ. Ai khởi đầu từng đức tin nhỏ, đức tin nhỏ. Nhưng bây giờ tôi quay lại về vấn đề sự chữa này Đức tin kết nối với chúng ta giống như giao thoa ấy. Nó tạo nên sự cộng hưởng. Nó tạo nên sự cộng hưởng. Làm cho thu hút quyền năng của Chúa. Người đàn bà này Người, người đàn bà người đàn bà chảy huyết lộ ông bà ta có một cái tự nhủ là ta chỉ cần chạm vào áo ngài mà thôi tức là bà có đức tin rất nhỏ rất nhỏ bà có đức tin rất nhỏ bà không tự cầu nguyện tại nhà một mình được nhưng chuối su được đức tin rất lớn Như là ngài có quyền năng nhưng rõ ràng có nhiều người chạm vào chuối Xu ngôn đồ hỏi hỏi chuối Xu là tại sao ngài hỏi một câu hỏi mà nó kỳ cục thế ngài biết được có bao nhiêu người chen đấn xô đẩy ngài tại đây rất nhiều người một chạm vào, vào áo ngài nhưng Chúa xu nói nhưng có một người chạm vào mà quyền năng thoát ra được nghĩa là quyền năng được kích hoạt bạn thấy đấy nếu bạn có đức tin mà đức tin bạn được kết nối cùng một đức tin người giảng đạo đó thì cái cánh tay người đó đặt trên bạn sẽ phóng thích quyền năng còn nếu bạn không có đức tin ấy bạn bắt người đó phải tin ấy thì cánh tay đặt lên có thể bạn được chữa lành thời điểm đó nhưng về nhà bạn lại bệnh quay trở lại như cũ bạn nghĩ ông giảng đạo về nhà ông cầu nguyện cho bạn à không, không 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 thứ nhất là ông ấy là nơi khác đến tôi không phải là mục sư trực tiếp tại đây bạn nghĩ về mà nhà về nhà về nhà ngày mai tôi kiên trì cầu nguyện cho bạn được gọi là kiêng ăn cho bạn để, để 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 bạn được chữa lành à không tôi không làm chuyện đấy đâu mục sư của anh em có thể làm chuyện đó tôi có thể chịu trách nhiệm trên trên một số điểm nhóm của tôi tôi có thể kiên trì cầu nguyện cho một số người thật có thật như vậy nữa nhưng mà với anh em ở đây thì tôi không bởi vì tôi không được trao thẩm quyền là người mục sư tại đây tôi ở đến đây là được giảng được mời giảng ở đây nên tôi cố gắng chia sẻ lời Chúa cho anh em hiểu nên nếu như ví dụ một ai đó mà bạn 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 không có đức tin nghĩa là không có đức tin nữa bạn có đức tin về sự cứu rỗi nhưng bạn chả chăm chú về đức tin về sự chữa lành và bạn có một nhu cầu mà căn bệnh và ai đó đặt tay đến đến trong bục giảng và người giảng đạo đặt tay trên bạn và bạn được lành bạn được lành là được bởi đức của trời đáp lời bởi đức tin của người giảng đạo nhưng rất dễ là bạn người đó quay về nhà rất dễ bệnh mắc bệnh quay trở lại bởi vì lúc về nhà bạn sẽ bị tấn công bạn không có đức tin bạn không chống đỡ nổi trong khía cạnh này đó. nên tôi giải thích cho anh chị em nào đến chăm có cái sự đức tin trọn vẹn, cho dù bạn đức tin nhỏ cũng được, nó sẽ kết nối nó thu hút quyền năng của Chúa. Vậy bây, bây giờ chúng ta nhìn thấy điều này, rõ ràng người đàn bà này là đã chạm đến gấu áo của Chúa Jesus và quyền năng được phóng thích trên người của Chúa Jesus trên, uh, trên thân thể và trên quần áo của Chúa Jesus được phóng thích và bà được chỗ này và Chúa Jesus nói đức tin của ngươi đi đi đức tin của ngươi đã cứu người, đó tức là đức tin của bà đã thu hút quyền năng của của, của đức chúa trời tại đây bạn có biết là nếu một cái, cây cầu mà khánh thành nếu như bây giờ có một cơ cọn là một cái nhóm quân đội khoảng độ 500 người đi nếu mà bạn bắt họ đi duyệt binh một hai một hai một hai nếu tất cả mọi họ đi duyệt binh trên cầu ấy, thì tôi hỏi anh cái cầu có sập không anh chị em chúng ta học điều này ở năm lớp mấy nhỉ anh chị em nhỉ ừ, lớp sáu lớp bảy gì đấy lớp sáu đúng không nghĩa là không được làm như vậy đó là cộng hưởng đúng không anh chị em đó là cộng hưởng và trong thế giới trung linh cũng không hệt như vậy bạn biết không nếu như ở trong cái giả sử nhé trong cái điểm nhóm hội thánh ở tại đây nhé một nửa là tin về sự chữa lành một nửa không tin sự chữa lành nếu như để buổi nhóm thành công bạn biết tôi làm gì không tôi tìm cách đuổi một nửa này đi về bởi vì một nửa này nó sẽ tạo lên cái sự cản trở trong thế giới thủ linh tôi hiểu chuyện này mà hiểu chuyện rất rõ hoặc là tôi không giảng nữa tôi tìm cách làm cho cái hội nửa một này nó nó phải đi về bạn biết không bởi vì nó không có cộng hưởng đây mà nó có có cái gì luật trừ ở đây nên tại sao cái chuối su Chuối su mà làm cho một đứa trẻ sống lại Tại sao chuối su đuổi tất cả kẻ nhạo bắn ra ngoài Không phải là để không phải là, Chuối su không muốn bày tỏ quyền năng để cho người ta nhìn thấy Chuối su rất muốn bày tỏ Nhưng cái, cái cái hội kia nó sẽ là cái điểm âm Điểm trừ Nó làm cho làm cho đức tin của chúng ta bị hao hụt Nó là như vậy Không dễ chút nào chị em Không dễ đứng trong môi trường giảng Trong môi trường mà là có sự chống đối Người giảng đạo nào mà giảng trong môi trường có sự chống đối Người đó rất là mạnh mẽ đức tin Nó không chuyện đùa Tôi nhớ có lần tôi giảng ở tại Bình Phước về cầu nguyện chữa lành, Rằng xong tôi bắt đầu thực thi cái điều đó. Và một số người họ được chữa lành, một số người quỷ đi ra, một nửa hội thánh bỏ về nhà. Bạn thấy đó, một nửa hội thánh bỏ về nhà. Nó khó vô cùng chứ không phải là dễ. Vậy rõ ràng đây không có sự cộng hưởng đây, đây cũng có sự hợp tác mà chỉ có một nửa hợp tác mà thôi. Một nửa còn lại là không hợp tác. Vậy tôi đang cố gắng cho anh chị em chúng ta nhìn thấy là đó là đức tin, kết nối đức tin giống như hai sợi dây được nối lại với nhau thì nó sẽ kéo được cái, cái, cái một, một cái vật nào đó ở mà mà chúng ta cần đó đó, đó là điều như vậy vậy nó giống như giao thoa giống như cộng hưởng đấy anh chị em tôi kể trong câu chuyện này nhé anh sẽ hiểu rõ hơn này không lâu đâu cách đây vài hôm có một người mục sư giảng đạo gọi điện tôi là mục sư ơi bên hội thánh em có một cái cô bé trầm cảm nhiều năm rồi và chồng đi nước ngoài và chồng bỏ thế nào bây giờ đang về nhà mẹ đẻ sống và cô ấy gặp rắc rối Em nhớ cái hôm đó là đứng trong buổi nhóm một sức quý Buổi cầu nguyện đó Và tự dưng cô được giải phóng một phần nào đó trong khỏi trầm cảm Tất nhiên vẫn còn Nhưng bây giờ thì không còn buổi nhóm một sứ quý nữa Bây giờ bọn em phải làm thế nào Tôi nói ok tôi nói có hai cách Cách thứ nhất là thứ nhất là cô ấy vẫn còn tỉnh táo đúng không Ok chúng ta cần phải nói chuyện với cô ấy Cô ấy phải nói ra một số vấn đề đó, cô phải nói ra một số vấn đề tại sao cô mắc phải cô phải bâng lời đức chúa trời những cái điều gì mà đã ghi trong kinh thánh không phải cái gì siêu nhiên có một cái rất rất tự nhiên đó là kinh thánh đã chép người ta phải vâng lời chúa không phải lúc nào cũng thích sự siêu nhiên cả đó, hôm đấy thì là siêu nhiên nhưng mà cô phải cô phải làm như vậy mọi người đó nó nói là một xưa nhưng mà cô không chịu nói chuyện với ai nói là ok cô không nói chuyện gì thứ nhất nó có hai cách bởi vì người ta không nói chuyện bởi vì, vì năm tháng người ta quen với trầm tư quen với cái lối tư duy để sống của mình rồi ok nếu cô không có nói chuyện có cách không hiểu tại sao chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng thì cô không nói chuyện Nhưng mà đi gặp bác sĩ tâm thần thì cô nói ngay Có vấn đề gì đấy Nghĩa bác sĩ tâm thần nó tiêm một cạnh, Để cho nó tiêm Để bác sĩ tâm thần tiêm một cái Và khi tiêm mà thuốc đã tỉnh lên rồi Nói gì nghe đấy nó nói, nói gì? Lúc đó chúng ta sẽ dạy lời Chúa trong lúc tỉnh táo Chúng ta sẽ không dạy lời Chúa trong lúc mà u u mê mê Trong lúc mà ta không thèm nói Ok, ok, không thèm nói Ngồi đấy Bảo mình nghe cho đi bệnh viện tâm thần tiêm khi nào tỉnh táo chúng ta nói chuyện và lúc nói chuyện đó là lúc người ta sẽ nói hết chúng ta mọi thứ và chúng ta sẽ dạy lời Chúa và sự ăn năn lúc đó chúng ta mới cầu nguyện chữa lành và đối quỷ à, mới thực thi các bạn được đó là cách thứ nhất còn cách thứ hai cách thứ hai là cách mà tôi đang rằng anh chị em là tức là vấn đề mà đức tin kết nối đức tin ấy tôi nói là ok còn cách thứ hai cách này mà em rất muốn đúng không cách này em muốn giống như cái buổi nhóm hôm trước này được đúng, đúng không tôi nói ok làm thế nào mà em tập hợp cho anh tất cả các mục sư đến cho cái ở buổi nhóm của em tất cả các mục sư ngày hôm đó và trong lời sống và hôm đến là ngày chủ nhật tại tại Hà Nội tất cả các mục sư à, thứ bảy tại Hà Nội và tất cả các truyền đạo tôi nói anh có biết tại sao buổi nhóm đó nó mạnh mẽ quyền năng và sau buổi nhóm tôi cũng nói chuyện mục sư quý là ông ngạc nhiên buổi nhóm mạnh mẽ quyền năng không phải vì ông là người mạnh mẽ ông là một người mạnh mẽ nhưng nó có chừng mực nào đó bởi vì có các mục sư đứng ở đó không chỉ có các mục sư có các truyền đạo đứng ở đó và tất thầy dù ít gì nhiều họ đều tin họ bắt đầu tin về quyền năng sự chữa lành được bộc lộ tại đây họ tin rằng đức chúa trời sẽ bộc lộ quyền năng họ đang tin tức nào đức tin của họ đang kết nối giao thoa với nhau trong cái môi trường đó thì người ta dễ tin hơn nên tại sao kinh thánh nó có thần đức tin là như vậy nên tại sao trong buổi nhóm đó quyền năng bộc lộ rất mạnh bởi vì nhiều mục sư và nhiều truyền đạo cùng nhau tin về một điều bạn thấy điều này chưa vậy rõ ràng tại sao khi bạn đến với cái người giảng đạo người đảng đạo đó tin thì bạn cũng phải tin thì lúc đó nó tạo nên sự kết nối và giao thoa và lúc đó tạo nên cái quyền năng của đức Cô trời để có được phóng thích qua điều bạn tin cho dù điều bạn tin nhỏ nhưng chính trong môi trường đó đức tin bạn được lớn lên bạn thấy năm phải chúng vấn đây đấy chưa nên đây là một cái sai lầm là rất nhiều người họ đến họ không chịu tin đó là như vậy nên bạn tôi muốn nói anh em là bạn cần phải tin và kết nối đức tin với người giảng đạo đó nghĩa là rõ ràng rõ ràng bạn phải tin một điều gì đó chứ tôi kể cho em câu chuyện này có một người thực ra đó là cô ấy là một người giảng đạo cô ấy đến nói tôi là mục sư hôm tối tôi mang tôi cho mục sư một người liên quan đến bệnh và người này cũng có dấu hiệu nó không bình thường thực ra người đó là cháu của cô ấy nó nói ok cô cô mang tới nó cho 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 cháu hỏi một câu một điều là cô có tin chú chữa lành cho cho cháu của cô không cô, cô tin chứ sao nó không tin ok tôi hỏi câu thứ hai câu này thông thường là ai cũng trả lời đầu tiên cả câu thứ hai tôi là vậy vậy cháu hỏi cô là vậy cô có ở nhà đọc kinh thánh cho cháu của cô đọc kinh thánh cho nan đề của cháu của cô ấy là cho đến khi mà cô cảm thấy lời Chúa đã đặt trong lòng cô về cái trường hợp này chưa cô có mở mắt ra tôi hiểu là cô nghĩ là không cần phải làm như vậy do rằng đức tin kết nối đức tin bất cứ người nào đến với Chúa Jesus Chúa Jesus đòi hỏi người đó phải tin về cái sự chữa lành đó dù nó là nhỏ hay là mạnh nhỏ hay là như thế nào thì rõ ràng phải có một phần nào đó nhưng cô không làm phần này không kết nối tôi nói chịu làm sao ai giải cứu được làm sao ai chữa lành được đức chúa trời hành động qua đức đi đó và đòi hỏi sự kết nối nên anh em yêu dấu của tôi nếu bạn đi đến một ai đó một người giảng đạo nào đó bạn phải tự nhủ chúng mình là mình có tin không mình có tin không dù đức tin bạn rất nhỏ dù nó thoi thóp nhưng bạn vẫn phải tin còn nếu bạn không tin vô ích mấy hôm vừa rồi, rồi tôi vào bệnh viện thăm người nhà có gia đình tôi có người bệnh liên quan đến tai nạn và bị thần kinh và người nhà với phía họ hàng thì cũng muốn tôi cầu nguyện tại bệnh viện có lúc tôi cầu nguyện bệnh viện có lúc tôi không cầu nguyện và tôi tự nhủ trước khi vào bệnh viện tôi tự nhủ trong lòng nào ô mình còn sức giàu không bởi vì tôi biết nếu đi vào cầu nguyện mà sức giàu nó giảm đi hoặc là nó mất đi phần nào cầu nguyện rất khó và khi tôi nhắm mắt lại định thần khi ta đang đi vào bệnh viện tôi cảm thấy bên trong vẫn còn sức dầu. Tức là bạn có thể cảm nhận cái sức dầu mình còn đầy hay vơi. Bạn biết được chuyện này. Thực nếu bạn là người giảng đạo bạn phải biết chuyện này. Giảng đạo mà không biết chuyện này thì bạn không hiểu được cái vấn đề mà Chúa Xu mà nói là ai vừa chạm với ta vì ta thấy quyền năng ra từ ta. Mà khi bạn cầu nguyện xong buổi nhóm bạn sẽ thấy cái quyền năng sức dầu nó bị vơi đi. Bạn phải biết được chuyện này được. Chứ nếu người bạn là người giảng đạo mà không, bạn không hiểu chuyện này thì bạn quá là con người tự nhiên, bạn sẽ không hiểu về lĩnh vực siêu nhiên và lúc đó tôi định cầu nguyện nhưng mà khi tôi nhìn thấy một số người trong họ hàng tôi tôi không cầu nguyện bởi vì họ không tin vào lời kinh thánh họ tin vào tôi bởi vì họ nhìn thấy tôi trong hội thánh cầu nguyện trong ai đó được lành và họ nghĩ là cái thằng này là người thân của mình thì mình mình bảo nó phải cầu nguyện nó nghe chứ nó phải nghe chứ nó làm sao cãi mình được oh không được Thực ra là Chúa chữa lành cho với tôi đâu chữa lành đúng là tôi có đức tin nhưng mà họ lại không có cái gì để kết nối bạn thấy vấn đề không? Nó không có gì kết nối cả. Bây giờ bạn tưởng tượng là cái dây điện nhà bạn bị đứt. Bạn không thể lấy dây vải nối dây điện được và xong bạn cắm ổ điện bạn nói là đèn sáng lên. Không không. Cái dây điện bạn bị đứt bạn phải lấy một cái dây kim loại nào đó tương ứng nối vào, bạn cắm lên kim loại mới chuyển được điện. Còn dây vải thì nó không chỉ chuyển được điện, đúng không anh chị em? Vậy đức tin của chúng ta được kết nối, đức tin của chúng ta được kết nối với quyền năng. Vậy đức tin cả hai đức tin được kết nối với nhau. Bạn nên nhìn đến nguyên tắc này xuyên suốt trong kinh thánh. Chúa Giêsu luôn luôn nói đi đi đức tin ngươi chữa lành ngươi. Tức là Chúa có đức tin rồi, nhưng cái người cầu nguyện được chữa lành cũng người đó cũng cần có đức tin. Cho dù đức tin đó không phải là lớn lao đi chăng nữa. Và quay lại câu chuyện tại bệnh viện, tôi nhất định không cầu nguyện, bởi vì tôi biết là cầu nguyện nó chỉ là hình thức tôn giáo thôi. Nó trả cho các vấn đề gì ở đây? Bởi vì người ta không chịu vâng lời tin vào kinh thánh. Đó nguyên tắc sự chữa lành trong kinh thánh. Đó là điểm thứ hai. Đó là đức tin kết nối đức tin. Hãy nói với người bên cạnh là đức tin, kết nối đức tin. Điểm thứ ba, uh, tôi muốn chia sẻ với anh chị em tại đây. Anh chị có kinh thánh cùng tôi giờ trong uh, Matthew 17. Xin lỗi cho anh, buổi sáng uh, buổi sáng nay tôi cầm nhầm kinh thánh của hai đó, nên tôi mất cái sự đánh dấu. Hai <laughs> bìa ngoài nó giống nhau. Ok, chúng ta xem Matthew đoạn 17. Uh, uh, đó là đức tin của sự đại diện, đức tin người đại diện. Tôi sẽ chia sẻ anh cho em điều này Đức tin người đại diện Matthew 17 câu 14 Khi Chúa Yêu các môn đồ trở lại với đoàn dân Có một người đến quỳ trước mặt Ngài thưa rằng Lạy Chúa xin thương xót con trai tôi Cháu bị bệnh kinh phong, đau đớn lắm cháu thường bị ngã vào lửa và cũng thường ngã xuống nước. Tôi đem cháu đến cho các môn đồ ngài, nhưng họ chữa, nhưng họ không chữa được. Đức Chúa Giêsu đáp: Hỡi thế hệ vô tín kia, ngoan cố kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta chịu được các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem con trẻ đến lại đây cho ta. Đức Chúa Giêsu của trách quỷ nó liền ra khỏi đứa bé và ngay được gọi đứa bé được lành. Nếu bạn xem một đoạn kinh thánh khác nữa trong Luca, trong Mark thì kể một câu chuyện cũng tương tự như vậy. Nhưng Đoạn trong cái nhánh này thì không nói rõ Đoạn sau nói, người cha nói là Nếu Ngài có thể làm được Bạn thấy từ từ này không? Nghĩa là người cha đến và nói là Nếu Ngài có thể làm được Và Chúa Yêu nó nói là Tại sao nói nếu Ngài có thể làm được? Nghĩa là Chúa đang nói là Phải tin rằng Đức có Trời làm được Bây giờ quay lại câu chuyện Tại sao Đức Chúa Yêu lại cầu nguyện Mà Chúa Yêu lại hỏi người cha? Rõ ràng nan đề là nan đề của đứa trẻ Đúng không anh chị em? Đứa trẻ có nan đề cơ mà mà tại sao đối chú ý su lại hỏi người cha? Tại sao lại lại như vậy nhỉ? Cũng là cũng câu chuyện khác, tôi sẽ kể cho em kinh thánh này. Xin lỗi anh xem vì tôi cầm kinh thánh của người khác nên là nó mất cái sự đánh dấu của tôi. Tôi quen kinh thánh của tôi rất nhiều. Một loại kinh thánh khác, bạn nhớ có một người đàn bà dân ngoại không? Và đến nay xin Chúa Y-su cầu nguyện để cho con gái có con gái của mình được bị quỷ ám được chữa lành tại nhà không? Và Chúa Y-su nói là trong uh, chú ý su nói là Chúa Y-su nói là 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 thôi ta chỉ đến sai đến cho dân Israel mà thôi và bà, bà nói là chúng chú dùng hình ảnh rất là ngụ ngôn nhưng mà là hình ảnh rất là nói chung là nó không được theo cái văn hóa chúng ta là không được đẹp lắm Đó. À, bà nói là con chó nó chỉ ăn cái bánh vụn rất xuống từ bàn của chủ nó mà thôi và chú chú nhìn thấy nhiều lần đuổi cái bạn người đàn bà như vậy nhưng người đàn bà vẫn kiên định như vậy thì chú Sư nói là đi đi đức bởi đức tin của con mà đứa con gái con được chịu lành vậy rõ ràng là cái nan đề là nan được của đứa con gái mà tại sao Đức Chúa Giêsu lại nói chuyện về đức tin của người đàn bà? Chúng ta nhìn thấy điều này chưa? Đó, rất nhiều đoạn kinh thánh khác nhau chúng ta nhìn thấy. Ví dụ, người thầy đội trong Luca đoạn 7, đúng không? Rõ ràng ông ta đâu có bị ốm đâu, đầy tớ ông ta bị ốm. Nhưng mà Chúa Giêsu đã định đi đến nhà nhưng mà đức tin người thầy đội đã thầy đội nó cản trở Chúa Giêsu không cần đến nhà. Bằng chỉ cần thầy đội đó nói đức tin của ông ấy và Chúa Giêsu nói là người này có đức tin lớn ta không thấy đức tin ấy dường ấy trong dân Israel. Dường như chúng ta nhìn thấy là đây là những người đại diện. Bạn thấy điều này chưa? Đây là những người đại diện. Những người đại diện thì Đức Chúa Trời đòi hỏi đức tin của người đại diện. Hồi đầu tôi xem về một số cầu nguyện chữa lành, tôi xem nhiều lắm chứ. Bởi vì ở Việt Nam thì tôi ít thấy những người mà biểu lộ quyền năng sự chữa lành một cách dấu kỳ phát lạn lớn. Tôi buộc tôi phải nghiên cứu những người giảng đạo khác. Và những người giảng đạo ở bên nước ngoài, những nước khác, châu Phi. tôi bảo, lạ nhỉ dân châu Phi hơi mê tín. Tôi lúc đầu tôi nghĩ là họ hơi mê tín. Khi họ đến cầu nguyện họ cầm ảnh của người thân của họ như này. Và cái ông giảng đạo ông đến ông đặt tay oh, ba 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 ba, ông đặt tay phát người ta ngã, ông đặt tay trên ảnh người ta. Tôi nói là hơi mê tín, đặt tay trên ảnh mê tín. Thế người ta làm chứng là có người qua đặt tay của ông mục sư qua ảnh mà được chữ này. Tôi lại càng nghĩ là cái dân này nó không chịu đọc kinh thánh nó chỉ lúc nào thì ba 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 kiểu là cầu nguyện nhưng là không chịu đọc lời Chúa kiểu tôi nghĩ là như vậy nhưng không phải khi tôi nghiên cứu kỹ kinh thánh thì tôi phát hiện là không phải họ mới tin mà có đức tin của người mà còn là người đại diện họ là cha là mẹ là người thân là người đại diện họ tin thì bởi có đó mà quyền năng lượng trời được phóng thích qua đức tin người đại diện nên khi anh chị em mang một người thân của anh chị em đến trong một buổi nhóm thì có một sự sai lầm là người ta như này ơ này. trẻ con mà ơ người có bệnh mà một sự cầu nguyện đi anh em cầu nguyện đi nhưng bạn thì không có đức tin trong lĩnh vực này Đức Trời đòi hỏi bạn có đức tin không? Bạn là người đại diện. Bạn có nhớ kinh thánh có kể một câu chuyện về người liệt mà có mấy người khiêng anh chị em? Bạn nhớ không? À, thời ngày xưa là cái mái nhà nó không giống như mái nhà đổ bê, tông có sắt ngày ngày xưa là mái nhà bằng nói chung là bằng cái thứ mà dơm dạ thì nó dễ. Và kinh thánh là Chúa Jesus đang giảng thì cái, cái 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 mà gọi là người ta dòng bốn mấy người bạn nữa dòng cái ông liệt trước mặt Chúa Jesus. Và Chúa Jesus chữa lành là cho ông liệt, đúng. Nhưng mà bạn đọc kỹ kinh thánh không? Kinh thánh bạn đọc kỹ. Kinh thánh mà bạn đọc quá qua thì bạn không bao giờ nắm được cái, lẽ thật ở trong kinh thánh đâu. Kinh thánh đó là ngài thấy đức tin của gì? Họ. Họ là số nhiều. Vậy ông liệt là số ít. Mấy người khiêng là số nhiều hay số ít anh chị em? Nhiều. Nghĩa là Chúa thấy đức tin của mấy người kia chứ không phải mấy tin của ông liệt anh chị em ạ. Mà Chúa chữa lành cho ông liệt bởi mấy người kia có đức tin. Bạn thấy được này chưa? Đó. Nên đức cái thể hành động đức qua đức tin của những người đại diện Thực ra tôi không bao giờ quên một câu chuyện mà mà Chúa Chúa đã làm tôi mở mắt thuộc linh. Thực ra lúc đó tôi đang ở, ở trong ở trong miền Nam và tôi phải cầu nguyện có một người gọi điện một xưa đến cầu nguyện cho con cái của tôi nó bị bệnh bệnh này bệnh nọ bệnh kia. Tôi biết là người vừa có bệnh vừa có quỷ có cả hai thứ. Thì bà mẹ nói như vậy. Tôi nói ok cô mang người đó đến, cháu sẽ nói chuyện và tư vấn sau đó sẽ cầu nguyện. Tôi luôn luôn tư vấn người ta trước, tôi không bao giờ đặt tay cầu nguyện người ta ngay thực ra tôi xem thực cả họ có đức tin không và khi tôi hỏi là hỏi người đó là cái vấn đề này đúng là vấn đề của em không vấn đề này em cần phải ăn năn không à, vấn đề này em cần phải năn ăn nhé nó không không thì là em có đúng em mắc bệnh không đúng em mắc bệnh nhưng vấn đề là vấn đề tội lỗi không không Ui, tôi nói được sau đời để gặp cái người mà nó sao nó ngang thế mình hỏi cái vấn đề mà rõ ràng vấn đề nó rõ một một như thế này rồi nói thì người ta vẫn chối là không hỏi bệnh không bệnh có bệnh nhưng mà đó là vấn đề mà gây ra bệnh nào gây ra cái thấy sự rắc rối người đó vẫn không không nhận tôi không biết làm cách nào tôi nghĩ là thôi nể bà mẹ mình cầu nguyện đại khái vài câu giống như là tập tay như người ta mình nói nhân danh Chúa Jesus chris nó dắt lại cho ma quỷ rời đi sau đó thì chả tác động gì để bảo bà mang con bà về thôi tôi bị con bà nó bướng suốt nhất nó có, nó làm gì có đức tin tôi nghĩ bụng như vậy và tôi cũng làm giống hệt những điều tôi nghĩ tôi ok bây giờ một sự cầu nguyện thật ra tôi lúc này chán lắm rồi vậy cái người này nó không có mở lòng chút nào cả tôi đặt tay trên người đó tôi nói nhân danh Chúa Jesus Christ tôi ra lệnh cho quỷ hãy rời khỏi người này mà mang đi căn bệnh mạnh đi tự dưng tôi cầu nguyện người đó được chữa lành cái tôi cầu nguyện người đó nôn ra con quỷ nó chạy bạn biết không miệng thì tôi mới nói nhân danh Chúa Jesus Christ ra khỏi người này nhưng cái mắt của tôi nó như này tôi nói tại sao nó xảy ra nhỉ người này cực kỳ bướng bỉnh đức Chúa trời không hành động trên những người bướng bỉnh đức Chúa trời bỏ mặc người đó luôn bạn phải nhớ kinh thánh Đức Chúa Trời bỏ mặc những người nào không tôn trọng lời của Chúa. Đó, Đức Chúa Trời không phải Đức Chúa Trời dễ dãi nhá anh chị em nhá. Đức Chúa Trời Đức cái Trời tôn trọng lời của Ngài, bạn mà tôn trọng người giảng đạo hơn lời của Chúa bạn bạn gặp rắc rối. Đời bạn không được phước đâu. Nên đúng là người giảng đạo bạn cần tôn trọng nhưng mà lời Đức Chúa Trời tôn trọng hơn người đó. Nên tôi lúc khi giảng tôi luôn đặt lời Chúa cao hơn tôi. Tôi không đặt lời tôi cao hơn lời của Chúa. Đó. Và tôi rất ngạc nhiên tôi không biết tại sao mà tại sao quyền năng của Chúa nó bộc lộ ra cái điều này cô bé này thì không chịu ăn năn, không rất bướng bỉnh, nó không chịu nhận ra tụng xưng tội. Mà tại sao quyền năng được Chúa bộc lộ? Tôi không hiểu điều này. Thực sự miệng thì tôi nói như vậy, nhân dân cho sức đi, nghĩa là theo thói quen nói thôi. Nhưng mà tâm trí tôi không hiểu. Nó có tôi bị cú sốc được đó. Giống như trong tôi có hai con người, một một mặt là vẫn phải thực thi nhiệm vụ, tức là vẫn phải làm cầu nguyện như người ta đi ra con người này ngay từ bây giờ. Nhưng mà tâm trí tôi trong tôi nó lấy đâu ra đức tin người này? Tại sao ngài hành động? sau đó buổi, cuối buổi nhóm đó cô được lành được giải phóng hoàn toàn à, bà mẹ vui mừng lắm à, tôi cũng nhắn tin bà ấy khích lệ bà ấy dạ, uh, động viên bà là con bà cần tiếp tục học lời chúa và cảm ơn dối rít tôi vẫn tăng mặc chúa ơi. tại sao tại sao con bé nó được lành nó vô lý thế này làm sao con giảng dạy được thì giống như là cầu nguyện giải cứu chữa lành giống như chó ngáp phải ruồi à hôm nay người này được lành ngày mai người không được lành nó phải có nguyên lý của nó chứ Tôi đọc kinh thánh không có đoạn nào gọi là vô cớ người ta được lành cả. Người ta luôn luôn được lành bởi đức tin. Chứ không phải vô cớ cả. Đó, nó luôn có một lý do của nó. Tôi không hiểu. Mà sao tôi chát 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 với người uh, gọi là người đàn bà đó. Bà mới khai ra là bà là kiêng ngăn cầu nguyện con gái của bà. Đó là đức tin của bà. Ấy. Bà thấy chưa? Đức tin của người đại diện. Bà ấy đã tin. Cô con gái chỉ giống như là ngơ ngơ ngắc ngắc không có tin gì cả. Chả quan tâm, nhưng cô con gái được chữa lành bởi vì bà đó đã, tin bạn thấy đó nên đôi lúc căng chồng thực ra là chúng ta được cứu là không phải bởi chúng ta đến với hội thánh chúng ta khao khát chúa đâu bởi vì có một người đại diện của bạn hình như là vợ bạn đúng không anh người tôi nói đúng nhỉ ô hallelujah chúa ơi ba 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 con cầu nguyện xin cho con lời của chúa để ngài phán với con để chồng con được cứu và khi bạn đang cầu nguyện chúa cho bạn lời bạn là người đại diện và bạn đâu là ra lệnh nhưng danh chúa jesus christ ta ra lệnh cho chồng của ta là anh này đến hội thánh sau một thời gian, tụi đến nội thánh, bởi vì đức trời hành động qua người đại diện, Chứ nhiều khi mấy ông chồng đã có tìm kiếm chúa, có một vài người cũng là họ có tìm kiếm chúa đến nội thánh, nhưng phần đa là, là không, nhưng mà ai đó là người đại diện đã cầu nguyện, nên các, các chị em, chúng ta hiểu nguyên lý này, ấy. bạn có thể cầu nguyện cho chồng của bạn, cho, cho người thân người nhà của bạn, bởi vì bạn phát truyền đức tin người đại diện, rõ ràng là người đại diện nó có liên quan máu mủ ruột thịt của chúng ta liên quan mối quan hệ bạn không thể cầu nguyện cho người đại diện tại gọi là ô tôi cầu nguyện cho người đại diện tại châu phi được vì bạn chả liên quan đến người châu phi đúng không bạn phải liên quan với một cái gì rất cụ thể chúng ta nhìn thấy là đức trời hành động qua đức tin của người đại diện đó tôi kể anh một câu chuyện khác lần khi con gái nuôi của tôi bị ốm bị ốm lúc ấy đó tôi đón cháu từ trường quay về trường về nhà và trường nói cháu bị sốt không thể học được nó đau nhức cái trận đầu nó không nào được nó khóc và lúc ấy tôi hỏi là Thế bây giờ tôi đón cháu về nhà Tôi nói ok con cần mình ngủ Nhưng mà trước khi con ngủ ba cầu nguyện cho con được không Nó được con tin nhá Nó vâng con tin Nhưng thực ra tôi biết là nó, nó đâu có tin Bởi vì nó có đâu đọc kinh thánh mà nó tin bởi vì điểm duy nhất nó tin là tin tin nó được cứu lên thiên đàng phần đa nó tin kiểu đó bởi vì nếu mà bạn thực sự có đức tin và sự chữ lành đấy bạn phải mở kinh thánh ra bạn đọc hoặc bạn phải cầu nguyện ô ra ba 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 chúa ơi cho con khuấy lại bên trong lòng của con những câu kinh thánh về sự chữ lành thì đức tin linh sẽ khuấy động lại đó, đó là bạn có đức tin đó. nhưng phần đa là khi đã ốm rồi <laughs> nhức đầu lắm thôi 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 nhức đầu lắm bởi lúc đó chúng ta bị cân đau chi phối đó thành thật mà nói như vậy ít người nào có sức mạnh sức mực lực nào oh, em ơi, em giờ kinh đánh đó mở bài giảng cho cho anh đọc cho anh lời chúa để anh có thể khuấy động đức tin ít lắm ít ít tôi nhìn thấy người này đại đa số là ăn vạ vợ ăn vạ chồng thôi ôi anh còn phải ăn phở anh có ăn cháu nhức 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 sốt sốt mà lúc đó nên làm gì đã đọc kinh thánh đâu không nói thật mà anh chàng nói thực tế đấy nó không, 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 có thời gian đọc kinh thánh được nên đức tin có thể bạn có đức tin nhưng mà đức tin bạn không được nhen lại không được khuấy lên thì làm gì có gọi là đức tin vào đó để chữa lành nếu mà mục sư đến đặt tay cho bạn thì giống như là xoa dịu tinh thần thôi tôi biết chuyện này mà nên đôi lúc mục sư đến là để xoa dịu tinh thần chứ là phần đa chứ không phải là cầu nguyện chữa lành cũng mang tiếng chữa lành nhưng nó xóa dị tinh thần thôi người đó không có đức tin không kết nối được nhưng có thể kết nối qua người đại diện qua người vợ qua người chồng thì tôi kể cho em cũng tương tự như vậy con nuôi con gái nuôi thôi thực ra lúc đó tôi nói là con tin không thực ra là nó nói con tin nhưng thực chất nó nói là giống như là nó muốn ba đặt tay cho nó giống như là có cái cảm xúc những người cha ôm đứa con và khi nó đau khổ đứa trẻ nào cũng thích ôm mà, anh trẻ này làm như vậy thôi, chứ nó có 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 quan tâm gì kinh thánh đâu đâu, luôn như vậy. Nhưng lúc đó tôi tự thầm nhủ trong lòng của tôi, Xin Đức Thiên Linh giấy lên con đức tin về sự chữa lành. thì lúc đó là đơn giản những câu kinh thánh mình đã đọc về sự chữa lành được được nhen lại bên trong, Như là bạn bắt đầu có đức tin, giống như tôi là người đại diện, mà tôi bắt đầu cầu nguyện cho chính con con gái của tôi, và lúc đó tôi giải phóng đức tin của chính tôi cho con gái của tôi bằng ngay lập tức cháu được chữa lành. tôi sau đó tôi, tôi, tôi nói, con đi ngủ đi khi ngủ dậy con sẽ được lành hoàn toàn. Và thực sự khi ngủ dậy thì con gái tôi được lành hoàn toàn. Vậy rõ ràng chúng ta nhìn thấy nào, đức tin của người đại diện. Nếu bạn mang một ai đó, bạn mang một người nào đó, người thân của bạn đến trong buổi nhóm cầu nguyện sự chữa lành, thì ai đó là người tin, bạn là người tin. Bạn tưởng tượng không? Bây giờ nếu mà bạn mang một người bại não đến, <laughs> bạn bảo bại não ơi, bạn có tin và rằng là Chúa sai lời Chúa chữa lành cho bại não không? Bại não. Ah, 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 bạn đã không nghe cái gì cả Bạn đã chả quan tâm điều gì cả Vậy bạn mà phải là người ở nhà đọc kinh thánh Cho nên khi ngày khuấy động trong lòng bạn rằng Cái người bạn não sẽ được lành Thì lúc đó cái người giảng đạo đặt tay trên người bại não Thực ra là nó thông qua đức tin của bạn Bạn thấy điều này không nó rất Tôi thấy như cần người ta phạm một cái sai lầm này như thế này Người ta phạm sai lầm là, Nà, là Ok mang trẻ con đến đây Và chúng ta cầu nghĩa trẻ con Đúng là cầu nghĩa trẻ con là tốt nhưng mà nhiều khi gặp khó khăn trong gia đình không hiểu gia đình mục sư hạnh thiện có có giống kiểu dạng như thế này không khi nào chúng ta hết tài chính cho nó các con các con tập hợp tập hợp tập hợp tập hợp tập hợp nào bây giờ chúng ta hết tiền rồi chúng ta phải cầu nguyện mà Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của các con có lần tôi nói với vợ tôi nói đúng là trẻ con nhưng mà trẻ con nó có quan tâm lắm thì kinh thánh đâu Chúa quan tâm đức tin của chúng ta chúng ta là người cha là người là mẹ là người giải phóng đức tin trẻ con thì nó nó dễ tin nhưng mà thành thật mà nó nó ít khi nghiên cứu kinh thánh chữ hơi bơ rơ là gì, đức tin khuấy động bên trong là gì, ít khi nó nghe bài giảng lắm anh Nó chỉ nghe cái gì được hát hallelujah hallelujah thành hiện thế thôi. Nó cảm thấy ô cái gì sức dầu ở đây thì nó thích. Nhưng về là nghiên cứu kỹ lời Chúa thì ít khi người ta nghiên cứu kỹ lời Chúa. Đó. Nên Đức Chúa Trời không thể trả lời theo kiểu cách đó được. Đức Chúa Trời đòi hỏi đức tin đại diện. Nếu bạn là người đại diện. Vậy vậy trong gia đình của bạn, bạn là người cha là người, người mẹ thì Đức Chúa Trời hành động qua bạn. Qua bạn. Đó anh chị em Nên có rất nhiều người họ gặp sai lầm trong khía cạnh đó Tôi trước khi kết thúc tôi kể cho một câu chuyện Có một lần trong lúc đó trong dịch dịch bệnh Thực ra có một người chị em lúc đó là con bị vào bệnh viện Và anh chị em phải vào bệnh viện lúc đó là viêm phổi và Đúng lúc mà kể, gọi là dịch bệnh căng thẳng nhất Người đó gọi điện cho tôi Một xuôi, một một Tôi là bình tĩnh, cái gì như nào nói, Bình tĩnh, một xuôi Tôi là bình tĩnh, bình tĩnh Mình có cái gì, bây giờ cái gì cầu nguyện cầu nguyện tôi bảo là cầu nguyện cái gì bây giờ cầu nguyện cái gì chứ cái em có phải bình tĩnh cứ khóc đồng kiếp tôi nói thế nhưng mà khóc như thế này thì làm gì có đức tin nữa đó nó hoảng loạn hoảng loạn rồi đúng là ai cũng là từng rơi trong trạng trạng thái hoảng loạn nhưng bạn phải kìm chế cảm xúc của bạn lại chứ bạn không được cho phép cảm xúc của bạn phát triển nó lên tức là bạn cho phép cái sự sợ hãi phát triển lên và cô ấy nói người ấy nói là cầu nguyện cho các con của em hai đứa vào bệnh viện và nó bị viêm phổi mà bây giờ là dịch bệnh nó điểm cao nhất tại Hà Nội. Tôi nói ok, mình sẽ cầu nguyện. Nhưng tôi nói là sau này tôi nói là em không có đức tin trong lĩnh vực đó. đúng là tôi cầu nguyện, tôi phải tranh chiến cho người đó, tôi giữ đức tin, tôi phải giữ đức tin, đó. Tôi phải giữ đức tin và người đó, hai đứa trẻ đó được lành. Tôi biết thừa là hai đứa trẻ lành không phải bởi mẹ nó, đáng lý là phải bởi, bởi mẹ nó, bởi, bởi mẹ nó là người đại diện. Nhưng cũng bởi vì chúng tôi có mối quan hệ thân thiết với nhau, thì đúng là tôi tôi giữ đức tin, tôi cầu nguyện. Thế bình thường nếu tôi buông ra đức tin đó, thì có thể đứa trẻ được lành sau đó mặc mắc bệnh quay trở lại. Tôi kể một câu chuyện này nữa, cách đây vài ngày thôi, cách đây vài ngày thôi. Tôi cầu nguyện cho một người mà vì lý do đó mà sắp tới tôi mở điểm nhóm tại tây nguyên, anh chị em. và tôi cầu nguyện cho một người đâu đó trong tình trạng nguy kịch lúc đó là đi ăn các mục sư đi ăn tại đó lúc ấy tôi phải ngồi ngồi trong xe uh, xe ô tô tôi cầu nguyện đấy và chắc là chị chị hạnh ở đây biết câu chuyện đó. và trước đó vài hôm tôi cũng cầu nguyện rồi, nó chuyện xảy ra rất buồn cười. tôi đang trong buổi nhóm và người ta gọi là tôi kết thúc buổi nhóm rồi và buổi, buổi tối tôi có một, một, gặp một số người và người ta nói với tôi là một sư cầu nguyện khẩn cấp bây giờ vợ em ở trong cấp cứu và tình trạng bác sĩ nói là không thể sống được mà có thể mất rất nhanh tôi nói bây giờ anh đang một sư đang ngoài đường không thể cầu nguyện được rất khó cầu nguyện tôi nói một tiếng nữa được không và tôi nói một người nói ok tôi nói mọi người ở trên đấy cầu nguyện đi còn tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện một tiếng nữa tôi mới về nhà lúc đó tôi phóng thật nhanh tôi chở con gái út của tôi đằng sau xe và buổi vào buổi tối mà chân rất hôm đấy rất buồn cười anh chị em thế là cái hội hội xe máy ấy, nó tưởng tôi đua xe nó tưởng con gái tôi là ngồi sau là người yêu tôi phóng rất nhanh anh chị em Woo, wo, wo, đi thế là chúng nó tưởng có một thằng dẫn đua đầu đua thế là mấy cái thằng xe phân phối lớn nó cũng đua theo nó cũng đua ruột như đuổi đuổi trên phố này anh chị em nhưng thực ra tôi đang muốn về nhanh để cầu nguyện cho cái người tây nguyên còn nó tưởng tôi đua xe mà vì cái tôi đi xe mà phân phối lớn nó to nó là như vậy thì nó tưởng là thằng này đua thực ra đội mũ bảo hiểm kín mít mặc áo gọn thì ai ai biết là mình là từng người tuổi đâu nó là như vậy hôm nay rất buồn cười tôi nghĩ bộ, mấy cái thằng này không biết là mình có việc cả vội nó tưởng mình đua sau đó tôi về nhà tôi cầu nguyện cho người đó một hồi sau đó tình trạng vẫn không thuyên giảm và tôi đã tranh chiến cho người đó bạn biết người chồng như thế nào không người chồng mục sư mục bây giờ bác sĩ nói là sống tỷ, tỷ lệ sự sống rất thấp tôi nghĩ bụng Thế tôi nói, thế thì em có tin vợ em sống không? Tôi hỏi là em có tin không? Bởi vì tôi tôi biết là muốn cầu nguyện được phải thông qua cái cái, cái cậu này này Chính là cái người đại diện này Cậu nói, một số cố gắng, một sự cố gắng Thế là nói ra của con người Tôi khổ tôi muốn là người đó tin mà lời Đức có trời Thì người đó động viên tôi là một số cố gắng hết sức đi nhưng là ý người đó động viên tôi để tôi cầu nguyện Còn tôi thì muốn là người đó phải tin vào lời Đức cứ trời Tôi cố gắng giảng thích cho cậu hiểu nhưng mà trong cái tình trạng hoảng loạn anh chị em cậu này rất yêu vợ, nó hoảng loạn rồi, một số em sẵn sàng mọi thứ để để cho vợ em sống. Thì tất nhiên ai hiểu trong hoàn cảnh này, cậu rất giàu anh chị em. Cậu rất giàu anh chị em. Cậu sẵn sàng trả giá nhưng bây giờ thì thực ra nó có trở hành động bởi đức tin. Nghĩa là phải có đức tin ít nhất là kể cả tin nhỏ cũng được. Tôi muốn thông qua đức tin của cậu đó. Tôi nghĩ bụng không làm cách này. Nghĩa là cách duy nhất là tôi. Chỉ có cách duy nhất tôi phải giữ đức tin. Đó. Và tôi biết là không làm cách nào được nữa thôi bởi vì cậu này không có đức tin sự thành cậu này có đức tin vào sự cứu rỗi bạn nghe rồi rõ ràng cậu này là người đại diện nhưng mà cậu lại không có đức tin nó cậu có đức tin sự cứu rỗi nhưng mà cậu không có đức tin sự chữa lành cậu chỉ trình bày nhu cầu và cậu trình bày sự đau đớn và khổ sở và tôi nói với cậu thôi được rồi bây giờ nhá mỗi một ngày em tuyệt đối cấm nói thở than với sự đau khổ bởi vì hàng ngày cậu nhìn thấy cứ cứ một ngày hai người trong cái phòng đó là đi nên cậu hoảng loạn anh em phải thông cảm cậu nhìn thấy cái hai người là đi tức là chết lập tức đó xong nó có ai đó được trả về trả về tức là cũng chết luôn sau vài ngày sẽ chết đó trong cái phòng cấp cứu đó là tình trạng cực kỳ nguy kịch bác sĩ nói không sống nổi và anh em ngày nào cũng cầu nguyện ngày nào cũng tranh chiến cho điều đó và tôi, tôi phải luôn luôn ở trong sự đức giàu của Chúa và tôi luôn luôn giữ đức tin cho đến một ngày kia Đức Trời nói với tôi năm đến bảy ngày nữa người này thoát khỏi một quân nguy kịch và điều xảy ra đúng như điều tôi viết trước ngày đó tôi nói là tôi gọi cậu ấy lại. Tôi nhắn trên tin trên mạng cho người ở đó và có một số người tôi nói là một sư đã nhìn thấy, đã nghe thấy tiếng chú nói là 5 đến 7 ngày nữa vợ em sẽ thoát khỏi cơn nguy kịch. Và chấm dứt câu chuyện này. Lúc đó tôi biết là cậu không tin. Cậu chỉ mong là vợ mình sống được kể cả thở kể kiểu gì cũng được. Và đúng như nữa đến 5 7 ngày sau. Còn nói tôi nhắc lại điều đó, tôi chụp lại cái tin nhắn đó, tôi gửi lại trong nhóm. Vậy lúc đó chúng tôi có một cái nhóm mà. tôi gửi lại trong nhóm. Và con nói không? Kỳ lạ thật. Chúa kỳ lạ thật Và tôi nói Chúa chả có gì kỳ lạ cả Chúa hành động thông qua đức tin một người đại diện Thực ra cái người chị em đó coi tôi là người cha thuộc linh Nhưng tôi có cái thẩm quyền nhất định Trên cái mối quan hệ của người đó Thẩm quyền nhất định để cầu nguyện Còn người bình thường tôi không thầm, không, không, có thẩm quyền người đó, Giống như người bên ngoài, người dân nước lã tôi không có thẩm quyền Nhưng bởi đáng lý ra phải thông qua đức tin người đại diện Nhưng cái người đại diện anh chị em biết đâu Nghèo mất rồi, làm gì có đức tin <laughs> Anh chị em nói. đấy, đấy nhưng đôi lúc cuộc sống nó có những cái mà rất là thực tế như vậy Nên là điều mà tôi muốn chia sẻ anh chị em Khích lệ anh chị em Nếu anh chị em mang một ai đó có người bệnh nào đó mà liên quan đến cái bệnh tật Thì bạn nếu người đó không đức tin Thì xin anh chị em Bạn là người có đức tin Hãy có đức tin Để Chúa chữa lành Hãy ở nhà đọc kinh thánh Hoặc là nhà cầu xin Chúa giấy lên cho bạn những câu kinh thánh khác nhau Chúa sẽ dấy lên và bạn bắt đầu tin vào chuyện này, bạn tin quyết vào chuyện này, bạn cầu nguyện và lúc đó khi bạn đến gần người ông ông rằng là đặt tay chân người kia người ta được lành, không phải người kia có, có đức tin đâu mà Chúa hành động thông qua đức tin của bạn là đức tin của người đại diện. Amen anh chị em. Bây giờ mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng dậy, chúng ta cầu nguyện cho điều chúng ta nghe trong buổi chiều ngày này. Hallelujah, Hallelujah. Cha yêu dấu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa phóng tích đức tin của, của chúng con. Lời của Chúa cho chúng con sự hiểu biết trong lĩnh vực sự chữa lành. Lời của Chúa giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Ngài cứ tiếp tục hành động trên đời sống của chúng con để chúng con am hiểu lời của Chúa nhiều hơn. Để có, chúng con có đức tin trong sự chữa lành từ nơi Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa của chúng con. Chúng con dâng tất cả những điều chúng con nghe trong tay của Chúa và chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.